muôn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương và có thêm cả ngày mới để giải đố cùng fan nữa. Cảnh báo, video ngày hôm nay sẽ rất rất nhiều cầu lương nên anh em chuẩn bị sẵn tinh thần nhé. Like rồi bắt đầu nào. Câu 1, cặp nào ở gãy TV đã cưới nhau? Chắn là couple Nhung Tuấn rồi thì mới có tài sản chung là em bé khoai tây và bé pizza chứ. Chứ anh Dương và chị Quỳnh mới đang yêu nhau thôi. Rồi tính sao? Anh không thích em á. Anh bị làm sao ấy? Anh để là trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh để là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Câu 2, ai là người yêu cũ của anh Mạnh Hùng? Ô là trời, sao tôi vẫn thấy có fan comment là theo báo thế nhỉ? Bao nhiêu công ship cặp anh Hùng với chị Phương Anh mới thành đôi đấy, mà giờ hai anh chị lại tan vỡ mất rồi. Câu 3, anh Giang Con là người yêu của ai? Úm ba la, ai ship cặp Vân Giang thì vô soi xem có ai comment là Hạ Nhiên không giúp tôi với. Mặc dù không cùng team nhưng anh Giang với chị Vân là couple được Giang Cư Mận để ý vì là trai xinh, gái đẹp, đi đâu cũng dính lấy nhau không rời nửa bước. Câu 4, anh Công Thức có phải người yêu cũ của chị Thảo Ly không? Nguồn tin rất chính thống, có lúc thì không, hai anh chị này không phải người yêu cũ đâu mà chỉ là bạn thôi. Giờ mà ai ship cặp này thì xứng đáng nhận 100 cuộc gọi nhớ từ anh Mạnh Ly nha. Từ lần đầu gặp em lại bị em mắng mấy câu, thâm tâm anh đã muốn muốn cưới em về làm dâu, anh cứ đi theo theo em đến trường. Câu 5, anh Minh Hiếu có vợ hay là có người yêu? Có vợ, anh ấy còn có con rồi cơ. Nhóc tí tên bắp và gạo, cực cụ te luôn nè. Đúng kiểu ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con. You ever look at your person and think to yourself, wow, how did I land you? You're the most beautiful thing I've ever seen in my life, and I'm so grateful for you. Câu 6, anh Nhật Dương từng vướng tin đồn hẹn hò với ai? Ai là không biết câu chuyện tình tin đồn của Nhật Dương và Thảo Ly, nhưng anh Dương đã lên tiếng đính chính tin đồn, đồng thời bảo vệ chị Quỳnh rồi, còn chị Thảo thì lại chọn cách im lặng. Câu 7, chị Thùy Anh là nửa kia của ai? Cả hai đều không phải người yêu của chị Thùy Anh, mà người yêu chị ấy tên là Dũng cơ. Trai xinh gái đẹp hết nước chấm luôn, nhìn là biết anh Dũng mê chị Thùy Anh cỡ nào rồi. Câu 8, đâu là chồng của chị Yến Xôi? Người đứng đằng sau những video triệu view, triệu like của nhà gãy chính là chồng của chị Yến Xôi, anh Bá Hiếu, ông trùm của gãy. Chủ tịch này mới là hàng real nhé. Được ship cặp với ai? Có
Có nhiều tin đồn cho rằng chị Vân từng được đẩy thuyền với anh Hoàng Anh, nhưng là do hai anh chị ấy chơi thân thôi, chứ ngay từ đầu anh Giang mê chị Vân mà. Câu 10, cặp nào đu chen chàng trai của em đỉnh nhất? Ái chà chà, khó chọn quá nhở. Nhưng nghe nói trên này là trên thương hiệu của cặp Quỳnh Dương đấy. Anh em vote couple nào thì comment ngay một cái tên xuống dưới nhé. Câu 11, anh Tuấn từng được fan đẩy thuyền với ai? Thì chắc chắn rồi, thuyền này uy tín thế cơ mà. Còn một nhân vật từng được fan ship cặp nữa là chị Thảo Ly. Thế mới thấy hồi ở gãy chị Thảo đào hoa quá nhở. Câu 12, cặp nào đã có con? Đều có baby rồi nhé. Không những thế, cả hai nhóc tì còn đáng yêu hết phần ông bà bố nữa đấy. Mấy idol nhí này còn sắp kéo hết fan của bố mẹ rồi. Câu 13, đố bạn bé con nhà anh Việt Hoàng có tên là gì? Là bé xoài nè. U là trời, tôi bị đứng tim trước sự cute phô mai que trong rừng me của em xoài luôn á. Anh em nào ship cặp xoài và khoai tây không nhở? Câu 14, nhà anh Minh Hiếu có mấy chiếc em bé? Chỉ bắp đâu mà còn có cả bé gạo nữa đấy. Thế là đủ nếp đủ tẻ rồi. Anh Minh Hiếu mãi đỉnh nha. Câu 15, anh Hiếu là nửa kia của ai trong phim Ngây Ngô Thuở Đâu? Chính thì phải đi đôi với nữ chính rồi, không ai khác chính là chị Thị Nhung. Anh em còn nhớ phim này không? Câu 16, thế còn anh Tuấn với ai là một cặp? Còn lâu mới biết, câu này quá dễ. Fan gãy trả lời giúp chị Kính ở dưới phần bình luận nha. Anh em đã thấy đủ số lượng cơm được phát ra chưa nhở? Chưa hay rồi thì cũng like video và đăng ký kênh cho tôi đi, để tôi chiếu tiếp video các chị đẹp gãy TV đu chen cực slay cho mà xem. Câu 1, bạn thấy ai nhảy cuốn nhất gãy TV? Này slay thì khỏi bàn rồi, còn ai nhất thì phải xem hết video ngày hôm nay. Ai được điểm cao nhất thì là người đó nha. Câu 2, chiến thần quên bài gọi tên ai? Xem video này thì bạn biết là ai rồi chứ? Chiến thần quên bài, bà Hoàng Lệch Nhịp gọi tên Hạ Nhiên. Được cái trend nào cũng thích đu nhưng lại tốn khá nhiều thời gian để học thuộc. Mà bạn chấm chị Nhiên đu trên này mấy điểm đấy?
ơi, nhưng vì trên này chị ấy phải đứng ngoài nắng để quay, với cả ả ta đẹp quá trời, nên thôi để 9,5 nhé. Có biết chị Nhiên đang đu chen ở đâu không? Sơ hở là đu chen, sang Thái Lan du lịch nhưng cũng phải đu chen đã mới chịu. Ảnh đẹp thì có thể không có, nhưng video TikTok cho fan ngắm thì không thể thiếu nha. Chị Quỳnh Moon mà không làm diễn viên thì chắc chắn chị ấy làm dancer rồi. Bà nhảy không lệch nhịp nào, lại còn lắc hông chuyên nghiệp giữ thần nữa chứ. Cho chị Đại Quỳnh Moon nhé. Ôi là trời, ả ta slay cỡ này rồi thì mấy TikToker nổi tiếng cũng chỉ là cái tên mà thôi. Tự tin chấm 10 cho chị Đại nhé. Mà trên này quen quen, bạn có biết ai biên đạo bài này không? Những điệu nhảy lắc mông cực mạnh thế này chắc chắn là của cô giáo Quỳnh Bay rồi. Người đu chen chiến cỡ này, vậy người tạo chen ngầu cỡ nào đây? Có thái độ như thế nào khi chị Quỳnh đu chen lắc không? Có vẻ như đằng nhà trai không thích lắm đâu nha. Ổng cau mày khó chịu vô cùng kìa. Nhưng kệ đi, chị Quỳnh chiều fan hơn mà. Video nhiều lượt xem nhất của chị Quỳnh Moon. Đáp án là video 1 nha. Và top top của bả là thấy liền à, ở ngay đầu tiên đấy. Cơ mà dù là ngày xưa hay bây giờ thì ả ta cũng lắc không lệch nhịp nào hết nha. Chấm cho màn đu chen của hot TikToker này bao nhiêu điểm? Cũng không kém chị Quỳnh là mấy đâu nha, nhưng chị kính mạnh dạn để 9,5 thôi, vì vẫn thua chị Quỳnh một xíu.
11 là mờ vậy, bạn có nhận ra là thành viên nào không? Fan gái TV đoán liền là chị Ngọc Anh, cứ tưởng chị ấy chỉ nhảy chen nhẹ nhàng thôi, ai dè đâu mấy chen chiến chị ấy cũng cân nhẹ nhàng. Giết rồi, tôi tưởng mấy bả là TikToker chuyên nghiệp không đấy. Tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mây tung tăng tung tăng bên phiên đàn. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khát. Tình yêu này đến đúng lúc thấy anh sao vượt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, tình mình vẫn mây trắng. Hình như được yêu tôi ôi thương tình yêu đến rồi. Chẳng ai... Câu 12, các bạn thấy chị Vân hay đu chen với ai nhất trong Gãi TV? Nhưng dạo này chị Vân với chị Nhiên ít đu chen với nhau lắm nha, mà chị ấy hay quay với chị Tuyền hơn, trông cũng khớp với nhau quá nhỉ. Câu 13, chị Vân quay chen này trước khi tung bộ ảnh nào đây? Cute for my que là chiếc video đu chen này. Đấy, tôi bảo mà, Gãi TV sơ hở là đu chen luôn. Câu 14, bạn thấy ai là người chăm đu chen nhất Gãi TV? Comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi.